Thưa quý vị, Thanh tra Chính phủ vừa có kết luận thanh tra về hàng loạt sai phạm liên quan đến việc thực hiện pháp luật quản lý sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Nội dung kết luận thanh tra nêu rõ, trong quá trình quản lý, địa phương này đã giao đất cho hàng trăm trường hợp không thông qua đấu giá, vi phạm luật đất đai. Trong đó có 319 trường hợp tại huyện Ngọc Hồi, 85 trường hợp tại huyện Đắc Hà. Còn thành phố Kon Tum có 43 trường hợp tại khu đô thị phía nam cầu Đắk Pla được giao đất nhưng không thuộc đối tượng tái định cư. Ngoài ra, thanh tra chính phủ còn phát hiện sai phạm của Ủy ban nhân dân huyện Đắc Hà trong việc cho cá nhân thuê đất công viên để mở quán cà phê, khu vui chơi giải trí hoặc là cho bên thứ ba thuê lại để hưởng chênh lệch. Vụ này đã gây bức xúc trong dư luận địa phương. Đặc biệt, thanh tra chính phủ còn phát hiện cơ quan chức năng thành phố Kon Tum đã tùy tiện làm đường sai vị trí để tạo điều kiện cho thửa đất của bà Nguyễn Thị Ánh, là vợ của bí thư thành ủy Kon Tum thời điểm năm 2011 tại phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum với diện tích hơn 3.700m2, có đến 4 mặt tiền, khiến lô đất này có lợi thế đặc biệt. Thưa quý vị, từ những sai phạm mà chúng tôi vừa đề cập, thanh tra chính phủ kiến nghị Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tiến hành các bước kiểm điểm trách nhiệm, có hình thức xử lý kỷ luật các tổ chức cá nhân để xảy ra thiếu sót, tồn tại vi phạm, đồng thời tập trung giải quyết, chấn chỉnh, khắc phục các vi phạm, khuyết điểm tồn tại đã được nêu trong kết luận thanh tra. Để theo dõi những thông tin liên quan và cập nhật những tin tức mới nhất, mời quý vị truy cập vào báo Thanh Niên tại địa chỉ thanhniên.vn. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký theo dõi và ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức được chúng tôi cập nhật liên tục trên kênh YouTube Báo Thanh Niên. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.